Trên đọc quý Tôn Mục Khánh xin kính chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục nói chuyện Tam Quốc. Trong chuyên mục nói chuyện Tam Quốc ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn chúng ta đến với bài chia sẻ Tôn Quyền, bậc đế vương khủng nhất thời đại Tam Quốc. Tôn Quyền sinh năm 182, mất năm 252, tự là Trọng Mưu, là người sáng lập chính quyền Đông Ngô dưới thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. So với Tào Tháo và Lưu Bị, Tôn Quyền chắc chắn là một người may mắn hơn nhiều. Ông thừa hưởng quyền kiểm soát Giang Đông từ tay huynh trưởng Tôn Sách. Ông tuyên bố độc lập và cai trị Giang Đông từ năm 222 đến năm 229 với tước hiệu Ngô Vương, và từ năm 229 đến năm 252 với tước hiệu Hoàng đế Đông Ngô. Không như các đối thủ là Tào Tháo và Lưu Bị, Tôn Quyền thường đóng vai trò trung lập trong các cuộc xung đột của Tục và Ngụy, và chỉ đứng về một trong phía hai bên còn lại nếu điều đó có lợi cho Đông Ngô, cũng không bao giờ cố gắng để thống nhất ba nước, mặc dù nhiều sử gia cho rằng là do không đủ thực lực để làm điều đó. Tuổi trẻ tài cao kế nhiệm cha anh. Tam Quốc Chí Chú đề cập rằng Tôn Quyền là hậu duệ đời thứ 22 của Tôn Vũ, tức Tôn Tử, một nhà quân sự kiệt xuất thời Xuân Thu và là tác giả của binh pháp Tôn Tử. Tôn Quyền chào đời vào năm 182, đời vua Linh Đế nhà Hán. Khi đó Tôn Kiên, tức cha Tôn Quyền, vẫn là một quan chức cấp thấp phục vụ nhà Hán. Năm 184, tức 2 năm sau khi Tôn Quyền chào đời, khởi nghĩa Khăn Vàng do Trương Giác cầm đầu đã lan rộng khắp Trung Quốc. Tôn Kiên gia nhập quân của Chu Tuấn để trấn áp nghĩa quân và rời gia đình về Thọ Xuân. Khi Tôn Sách, trưởng huynh của Tôn Quyền, gặp Chu Du năm 189, Tôn Sách quyết định đưa mẹ là Ngô Phu Nhân và các em về huyện Thư, quê nhà của Chu Du. Từ đó, nhà họ Tôn kết mối giao hảo với Chu Du. Sách Giang Biểu Truyện mô tả về tướng mạo và tính cách của Tôn Quyền như sau. Vào thời Kiên làm Hạ Bì Thừa thì Quyền sinh, má vuông miệng lớn, mắt có ánh sáng. Kiên thấy lạ, cho là tướng quý. Đến lúc Kiên chết, Sách nổi dậy ở Giang Đông, Quyền thường đi theo, suy nghĩ sáng suốt, có nhân lại quyết đoán, ưa hiệp khách, nuôi kẻ sĩ, bắt đầu được biết tiếng, sánh ngang với cha anh. Hễ cùng tham gia mưu tính, Sách rất cho là kỳ, tự cho mình không theo kịp. Hễ mời họp tân khách, thường ngoảnh bảo Quyền rằng các vị ấy là tướng của người đấy. Sứ giả nhà Hán là Lưu Uyển khi gặp qua bốn anh em họ Tôn thì nhận định, tuy rằng họ là những người có tài năng và sáng suốt nhưng không có phúc hưởng. Chỉ duy nhất có người ở giữa, chỉ Tôn Quyền, là tướng đại quý, tuổi thọ lâu dài mà thôi. Quả nhiên về sau, Tôn Sách bị thích khách ám sát mà chết, Tôn Dực cũng bị thuộc hạ giết hại khi tuổi đều còn rất trẻ. Tôn Sách bị ám sát vào năm 200 trong một cuộc đi săn. Lúc sắp ra đi, ông nhận thức được rằng con trai mình vẫn còn quá nhỏ để kế vị. Vì thế ông giao lại quyền hành cho người em mới 18 tuổi là Tôn Quyền, mới cho gọi Tôn Quyền đến chối rằng: cử quân Giang Đông quyết mưu giữa hai trận đánh, tranh giành thiên hạ, khanh không bằng ta. Dùng người hiền tài để họ hết lòng gìn giữ Giang Đông, ta không bằng khanh. Tôn Sách qua đời, Tôn Quyền tiếc thương cho cái chết của anh trai đến nỗi không thể ngừng khóc. Nhưng rồi theo lời khuyên của Trương Chiêu, ông mới mặc quân phục và đến thăm hỏi các tướng cũ của trưởng huynh. Nhiều thuộc hạ nghĩ rằng Tôn Quyền còn quá trẻ kế thừa đại nghiệp và muốn rời đi. Đặc biệt, Lý Túc, người nắm giữ Lư Giang, đã về hàng Tào Tháo. Sau này Tôn Quyền viết lá thư cho Tào Tháo kể tội ác của Lý Túc rồi đem quân đánh ông này, lấy lại Lư Giang. Trương Chiêu và Chu Du nhìn ra được tố chất của vị chủ công trẻ tuổi và quyết định tiếp tục theo phù Tôn Quyền. Trương Hoành, người mà Tôn Sách trước đó đã tiến cử làm quan ở chỗ Tào Tháo, cũng trở về phục vụ cho Tôn Quyền. Theo đề nghị của Trương Hoành, Tào Tháo nhân danh Hán Hoàng phong cho Tôn Quyền làm Thảo Lỗ tướng quân, một danh hiệu mà nhiều người gọi ông trong một thời gian dài. Ông kính cẩn vâng theo những lời giáo huấn của mẫu thân là Ngô Thị, và cũng rất tin tưởng Trương Chiêu và Trương Hoành về mặt chính trị, và Chu Du, Trình Phổ, Lã Phạm về các vấn đề quân sự. Tôn Quyền cũng tìm kiếm những người trẻ tuổi có tài làm cố vấn cho mình. Trong thời gian đó đã kết giao cùng Lỗ Túc và Gia Cát Cẩn. Hai người này cũng đóng vai trò quan trọng trong chính quyền về sau. Thêm vào đó, Lục Tốn, Bộ Chất, Cố Ung, Thị Nghi, Nghiêm Tuấn, Tư Hoảng và Chu Hoàn cũng trở thành những người dưới quyền ông. Trải qua nhiều thập kỷ tiếp theo, Tôn Quyền lãnh đạo đất nước bằng việc sáng suốt trong tìm kiếm người tài năng, giao phó công việc quan trọng và có những quyết định đúng lúc hợp thời. Qua nhiều năm, Tôn Quyền chủ yếu quan tâm đến việc bảo vệ lãnh địa trước sự dòm ngó của các kẻ thù tiềm năng. Nhưng ông cũng dần tìm cách quấy rối và làm suy yếu cấp dưới của Lưu Biểu, Hoàng Tổ, người chấn giữ vùng đất trọng yếu đông bắc của Lưu Biểu,
Vì Cớ Tổ là người đã giết cha ông trong chiến trận, năm 208, ông cuối cùng đã đánh bại và giết được Hoàng Tổ. Không lâu sau, Lưu Biểu chết giữa lúc Tào Tháo chuẩn bị Nam Hạ nhằm tiêu diệt hai kẻ thù là Lưu Biểu và Tôn Quyền. Liên minh Tôn Lưu đập tan quân Tào hùng cứ Giang Đông. Cuối năm 208, sau khi Lưu Biểu chết, nội bộ Kinh Châu nổ ra tranh chấp về người kế vị. Một bên là trưởng công tử Lưu Kỳ và người kia là cháu họ Lưu Tông. Hoàng Tổ chết đi, Lưu Kỳ vì thế được cử lên thế vị của Hoàng Tổ và trấn thủ Giang Hạ. Lưu Tông sau đó được kế vị sau khi Lưu Biểu qua đời, và Lưu Kỳ cảm thấy không hài lòng nên khởi binh đối đầu với Lưu Tông. Tuy nhiên, Lưu Tông lo sợ sẽ phải đối phó với cả Tào Tháo và Lưu Kỳ trên cả hai mặt trận nên đã đầu hàng Tào Tháo. Lưu Bị, người đang nương nhờ Lưu Biểu, không muốn đầu hàng Tào Tháo, chạy về phía nam. Tháo đem quân thảo phạt và đè bẹp quân Lưu, nhưng Lưu Bị chạy thoát, trốn đến Đương Dương. Tào Tháo chiếm được Kinh Châu, tiến đến mục tiêu thống nhất Trung Quốc. Tôn Quyền cũng nhìn rõ dã tâm của Tào Tháo và ông cử Lỗ Túc đến liên minh với Lưu Bị và Lưu Kỳ để chống Tào. Tào Tháo viết thư cho Tôn Quyền với lời lẽ đe dọa, phô trương thực lực của mình, ước tính khoảng 222.000 quân, dù Tháo phao lên là 800.000, khi Tôn Quyền chỉ có 30.000 và Lưu Bị có 10.000. Nhiều gia thần của ông bao gồm Trương Chiêu chủ trương đầu hàng Tào Tháo, Tôn Quyền từ chối theo lời khuyên của Chu Du và Lỗ Túc, vì họ cho rằng Tào Tháo cũng sẽ không tha cho Tôn Quyền ngay cả khi ông đầu hàng. Tôn Quyền giao cho Chu Du thống lĩnh 30.000 quân cùng nhiều thuyền chiến. Chu Du bèn cùng với Lưu Bị lập hệ thống phòng thủ đóng quân ở trên đất liền. Vào lúc này, quân Tào Tháo mắc phải bệnh dịch và bị suy yếu. Chu Du bèn thiết lập ra một cạm bẫy khi giả vờ trừng phạt cấp dưới Hoàng Cái, và Hoàng Cái giả hàng Tào Tháo. Hoàng Cái dẫn đội thủy quân trá xưng là sang hàng Tào, rồi bất ngờ phóng hỏa tấn công thủy trại Tào. Tào Tháo bỏ quân chạy về phía bắc, nhưng phần lớn quân Tào bị Tôn Quyền và Lưu Bị tiêu diệt. Sau trận chiến Xích Bích, Tào Tháo không bao giờ còn hội đủ một đội thủy binh lớn đến để tiêu diệt đối thủ ở phương nam. Kết quả này của trận Xích Bích đã bước đầu định hình cho thế trận vạc thời Tam Quốc của ba nước Tào, Ngụy, Thục, Hán, Đông Ngô. Và vì thế nó được coi là trận đánh có ý nghĩa lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc. Sự chia cắt Bắc Nam của lãnh thổ Trung Hoa cũng lần đầu hình thành và kéo dài nhiều thế kỷ sau đó. Tài dụng nhân như thần. Các học giả hiện đại thừa nhận, tài dụng nhân chính là vũ khí tất thắng của Tôn Quyền. Danh tướng Lữ Mông vốn dĩ chỉ là một sĩ quan quèn. Một lần Tôn Quyền duyệt binh, trông thấy Lữ Mông chỉ huy một nhóm lính, bộ pháp chỉnh tề, tinh thần phấn chấn, Quyền rất hài lòng bèn phá cách đề bạt Lữ Mông. Về sau, Lữ Mông trở thành đại tướng anh dũng thiện chiến, vang danh thiên hạ với chiến dịch tập kích Bạch Y Độ Giang, đánh bại Quan Vũ, đoạt lại Kinh Châu về cho Đông Ngô. Năm 221, khi Lưu Bị huy động lực lượng toàn quốc tấn công Đông Ngô, Tôn Quyền phái Gia Cát Cẩn sang Thục cầu hòa. Có người cho rằng Gia Cát Cẩn, anh trai Gia Cát Lượng, chắc chắn sẽ một đi không trở lại. Chỉ có ở Tôn Quyền nói, ta và Tử Du, tức là Gia Cát Cẩn, có lời thề sinh tử. Tử Du không phụ ta, ta cũng không phụ Tử Du. Quả nhiên, Gia Cát Cẩn là người công tư phân minh, sau khi thực hiện nhiệm vụ ngoại giao đã trở về phụng mệnh. Danh tướng Lục Tốn của Đông Ngô ban đầu cũng chỉ là một thư sinh, không có công tích gì. Sau khi đại quân Thục Ngô khai chiến, được Lữ Mông tiến cử, Tôn Quyền lập tức giao đại quyền vào tay Tốn. Không phụ sự kỳ vọng của Quyền, Lục Tốn đã đánh tan quân Lưu Bị trong trận Di Lăng. Cũng nhờ sự phá cách trong phương pháp dùng người của Tôn Quyền, mà thời kỳ cai trị của ông được đánh giá là nhân tài như mây, không rơi vào tình trạng người tài không có đất dụng võ như Thục Hán trong giai đoạn suy vong. Đặc biệt, Tôn Quyền được đánh giá là biết cách thể hiện sự tín nhiệm đối với các thống soái của mình. Điển hình là việc trao quyền vào tay Chu Du trong đại chiến Xích Bích, hay Lữ Mông trong chiến dịch Kinh Châu và Lục Tốn trong trận Di Lăng. Trong những trận này, Tôn Quyền đều không cần đích thân thống lĩnh đại quân ra trận. Sách lược khôn ngoan hoàn thành đế nghiệp. Tôn Quyền chắc chắn là nhân vật có hùng tâm tráng trí, và ông đã từng bước thực hiện mộng đế vương của mình một cách khôn ngoan. Ban đầu, khi quần thần khuyên Tôn Quyền xưng đế ở Giang Đông, ông đã nhiều lần thoái thác. Nguyên nhân bởi đương thời Tào Tháo sở hữu lực lượng quân đội với số quân hàng triệu người, dâng cao khẩu hiệu Phò Thiên Tử hiệu lệnh chư hầu. Trong khi đó, Lưu Bị cũng dựa vào danh nghĩa hoàng thúc để dựng cờ quang phục Hán thất. Cả Tào Tháo và Lưu Bị khi đó đều sở hữu ưu thế chính trị lớn hơn Tôn Quyền. Sử gia Trần Thọ trong Tam Quốc Chí nói về Tôn Quyền: Tôn Quyền cúi mình nhẫn nhục, ưa tài chuộng kế, có cái anh hào của Câu Tiễn, là bậc hùng kiệt trong muôn người vậy. Cho nên tự nắm giữ được miền Giang Biểu, lập nên nghiệp chân vạc.
Tiểu thuyết gia La Quán Trung trong Tam Quốc Diễn Nghĩa cũng bình luận về Tôn Quyền bằng 4 câu thơ, theo bản dịch của Phan Kế Bính là: mắt xanh dâu đỏ trí anh hùng, khéo khiến thân liệu chịu hết lòng, 24 năm rời gây nghiệp lớn, hổ ngồi rồng cuộn xứ Giang Đông. Quyền tự biết bản thân không danh chính ngôn thuận, cho nên đã hết sức ẩn nhẫn, không hề lộ ra ý đồ chính trị của mình. Mãi tới năm 229, khi cả Tào Tháo và Lưu Bị đã qua đời, cục diện chính trị tại Đông Ngô ổn định, Tôn Quyền có được điều kiện vẹn toàn, ông mới đăng cơ xưng đế. Thời đại cai trị của Tôn Quyền được đánh giá là thành công, khi ông phát triển mạnh mẽ kinh tế Đông Ngô và mở rộng quan hệ ngoại giao với khu vực xung quanh. Các đội thuyền của Ngô từng tới Philippines, Ấn Độ, Ả Rập, mở rộng phạm vi giao thương, giúp Ngô duy trì vị thế đỉnh lập khi thường xuyên phải đối đầu quân sự với Thục và Ngụy. Đáng tiếc, khi về già những năm cuối đời, từ năm 241 đến năm 252, Tôn Quyền mất đi sự hùng tài vĩ lực của mình. Ông trở nên đa nghi thất trí, khiến mâu thuẫn nội bộ triều Ngô diễn biến phức tạp. Sau khi Tôn Quyền mất, Đông Ngô rơi vào thời kỳ đen tối bởi những cuộc thanh trừng triều đình đẫm máu, kết cục khiến nước này không thoát khỏi họa diệt vong. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong bài chia sẻ Tôn Quyền, bậc đế vương khủng nhất thời Tam Quốc. Quý vị và các bạn yêu mến hãy hoan hỉ like, share video và đăng ký ủng hộ kênh để luôn cập nhật những video clip mới nhất về phong thủy, tử vi, nhân tướng học, trí tuệ của nhân, tinh hoa Tam Quốc, kỹ thuật sống từ tranh đá quý Tân Phú Khánh. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video clip. Xin kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình luôn luôn được hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.